Em ngoài cung cấp cái nhạc lốt đấy cho các bác ấy để nghe nhạc gốc từ những thập kỷ trước, thập niên 70 trở về đây. Thời gian qua em giới thiệu cho các bác ấy rất là nhiều những cái album nhạc gốc, nó phải vài nghìn bài trong một USB, và cái giá USB là 32GB là có mức giá là 350k. Thì được sự yêu cầu của các bác rất là nhiều thì em vẫn tiếp tục sao các bác muốn dùng cho ô tô đấy. Thì hôm nay em giới thiệu cho các bác có hai thể loại cho ô tô này, một là chạy video và hai là nhạc MP3 cho ô tô. Thì đối với loại ô tô này thì các bác nào muốn đặt hàng thì các bác nhắn tin địa chỉ và ghi hộ em là USB ô tô loại hình hoặc USB ô tô tiếng cho em. Đấy. Thì báo cáo các bác là đối với lại hình với tiếng này, tại sao nhiều bác lại sao không cóp những cái USB nó to to. Báo cáo các bác là USB 64GB với 128 cũng nhiều lắm, không thiếu. Nhưng đa số nó chiếm trên 90% các đầu không thể đọc được USB 64 với 128GB. Các bác chú ý hộ em. Nhiều bác cứ mua về là nhiều cái đầu ô tô nó không hỗ trợ đấy, đọc nó kém. Hoặc là nếu như muốn nó hỗ trợ thì người ta phải nén cái dung lượng hình ấy, hoặc là người ta tải nó rất là thấp, nó không được độ cao nét nữa. Nên chính vì vậy là về nó mới đọc được. Có nghĩa là họ nén lại thì nó loát rất nhanh, nó loát thì nó mới chạy lên được. Nên chính vì vậy nếu như bác nào mà lấy những cái dòng nhạc nét như của em ấy, nét như của em mà cắm mà cóp vào USB 64 với 128GB thì ít khi đọc được, vẫn có một số con đầu đọc được, còn đa số không đọc được. Bởi vì tại sao? Tất cả cái nhạc hình ô tô của bên em đây này, em cóp này, là bolero này, nhạc trẻ này, nhạc trữ tình, nhạc xuân, nhạc dj mix, nhạc vàng, nhạc hải ngoại, nhạc tết có hết. Và trong cái bolero này thì nó lại còn bao nhiêu, khoảng mấy trăm ca khúc trong này nữa các bác ạ. Trong này mấy trăm ca khúc nên là một album này nó mấy nghìn bài đấy. Ví dụ đây, những cái bài này của bên em tải đa số nó có những bài 5-70 MB trở lên, đến cả ghi nhé, hơn 1 GB luôn. Đấy. Nên là các bác chú ý em là thì cái độ nét nó cao được. Chạy trên màn máy tính như này thì ra màn TV ô tô thì nó quá nét luôn. Đó, thấy chưa? Nhiều đêm khắc khoải niềm ưu tư. Vì màn máy tính với màn ô tô độ phân giải nó khác nhau. Nếu như màn ô tô mình, cái màn hình của ô tô nó chỉ vừa phải, nó bé bằng cái này thôi, nó chỉ bé bằng 1/2, 1/3 cái màn máy tính thôi, nên bắt buộc bộ em phải đưa cái độ phân giải nó về dùng cho màn ô tô. Nếu như màn máy tính mà dùng nét căng thì lên màn ô tô không thể đọc được đấy. Các bác chú ý hộ em rất nhiều bài như đây này, các bác nhìn này, quá nhiều bài luôn này đấy, nó quá nhiều luôn, nên là nhiều lắm. Đấy là một album, nên là tất cả trong chỗ bên trong album này nó hàng hàng mấy bài cơ. Đấy là với nhạc hình. Bác nào lấy nhạc hình thì ghi là ô tô nhạc hình cho em nhé. Còn nhạc tiếng thì bác nhắn tin là ô tô nhạc tiếng cho em. Hoặc là bác nào mà dùng chạy cho TV hay chạy cho đầu giải mã thì các bác báo cho em là em sẽ chủ động em tự em biết là bác nên gửi cho bác cái gì. Đấy. Còn ngoài ra này, đây ngoài ra là nhạc tiếng thì đây. Nhạc tiếng thì nó phải cũng phải vài nghìn bài, nó phải 2-3 nghìn bài trở lên. Nhạc tiếng thì trong những cái album này, ví dụ nhạc trữ tình này, thì trong nhạc trữ tình nó lại còn chia ra là nhạc trữ tình loại gì, song ca rồi đơn ca rồi 1000 bài hát trữ tình, hay đây top 100 bài hát trữ tình hay top bolero hay nhất, nó nhiều lắm, nó chia ra rất là nhiều. Nó nói chung là nó quá nhiều. Các bác nó vài nghìn bài các bác không thể hết được. Đây nó chọn đọc theo thể loại nào. Đấy. Đấy. Tất cả đều là nhạc chất lượng cao, nhạc ô tô cho các bác nhé. Các bác đọc thoải mái vài nghìn bài luôn. Đấy ạ. Các bác chú ý hộ em là nhạc ô tô nó khác với lại nhạc gốc nhé. Có một số con ô tô thì nó đọc được nhạc gốc nhưng hầu như là rất là ít. Cái nhạc USB nhạc gốc của bên em nó khác. Nên khi các bác muốn đặt USB bên em thì bác muốn lấy nhạc gốc thì bác phải báo là anh lấy nhạc này dùng cho đầu giải mã này, dùng cho TV. Thì em sẽ chuyển cho bác loại đấy. Bác nào lấy cho ô tô thì báo chuyển dùng cho ô tô giúp em để tránh em đưa nhầm lại. Quay đổi đi đổi lại mất thời gian. Còn bên em thì các bác cứ mua USB về, chất lượng USB lỗi một đổi một luôn cho các bác. Hoặc vô tình như đợt vừa đây em gửi cho một số bác đấy, về các bác cắm bác hỏng hoặc bác vào dùng máy tính bác không biết dùng ấy, bác vào bác xóa mất, bác format, bác xóa cũng được chả sao cả, bác gửi USB lại đây cho em gửi cho bác cái khác. Và bác khách đã nhận được rồi đấy, mấy bác khách nhận được hết rồi. Xóa lỗi hay vô tình làm thế nào cứ gửi về đây cho em, bởi vì USB này bọn em còn bảo hành cả tháng cả năm cơ, chứ không phải lo.
nên cái đấy gửi lại đây cho em chỉ mất thời gian bác phải đợi thôi, em lại gửi lại cho các bác hàng bao cho các bác thoải mái nhé, lỗi một đổi một luôn hết và bảo hành với bên cả năm cơ. À, cảm ơn các bác.